trên đường ra chiến trận. Thì trong thời kỳ mới, các bạn trẻ đã tiếp nối truyền thống hào hùng của cha anh, tiếp tục dựng nên những trang sử xây dựng quê hương giàu đẹp qua việc rèn đức luyện tài. Nhân kỷ niệm 58 năm ngày truyền thống sinh viên học sinh, xin gửi đến quý vị và các bạn một phần trong cuộc sống sôi động của các trí thức trẻ hôm nay. Bình thường trung tâm nuôi trẻ mồ côi và suy dinh dưỡng xã hội đặng thương binh xã hội thành phố Cần Thơ thật lặng lẽ, nhưng mỗi khi đội công tác xã hội trường học Cần Thơ đến, không khí lại trở nên rộn ràng. Trong phòng nuôi cháu dưới 24 tháng, các cô chú sinh viên tuy chưa từng làm cha làm mẹ, nhưng ẵm cháu đưa cháu đi khám làm sao. Rồi những bàn tay thoang thoát lau chùi dọn dẹp tính tả. Đây là bé Mẫn 17 tháng tuổi, vui quá, bé như chim nhảy nhót, sẵn sàng thưởng thức thức ăn do cô chú bắt cho. Các cháu nhỏ khác cũng thi nhau đòi các cô chú ẵm mình. Trung tâm đang nuôi dạy 62 cháu thuộc các đối tượng mồ côi hoặc bị bỏ rơi. Nhiều cháu bị bại não, hội chứng đau, tâm thần, dị tật. Việc chăm sóc các cháu rất vất vả, nhưng biên chế trung tâm chỉ 22 người. Sự chia sẻ của các bạn sinh viên thật ý nghĩa đối với trung tâm. Hàng tuần, hàng tháng thì đều có dẫn lớp, từng lớp lại giúp khoảng 30-40 em một ngày, giúp chăm sóc các cháu ăn uống vệ sinh. Tắm nắng là có điều kiện thì cuối tuần mấy em cũng mấy cháu có khả năng đi được thì mấy em cũng dẫn đi tham quan các công viên ở ngoài Ninh Kiều hay là vùng xa. Gần đây thì các cháu cũng lớn, số lượng mà phục vụ như vậy là các cô ở đây thì quản lý thì cũng rất là tập không ai thấy giờ cũng mà đi chung lớp nào cũng lại giúp mấy cô thấy cái đó cái tinh thần mấy em phục vụ xa rất tốt. Đứa nào cũng xinh xắn dễ thương, vậy nhưng mà cũng có mấy cháu thì nó bị có tập nhưng mà lúc nào cũng thấy nó cười tươi, mình thấy cũng thấy là rất là vui, thấy là ấm áp. Khi mà tới đây thì thấy mấy cháu vậy mình cảm thấy mình là còn rất là may mắn, cho nên cảm thấy mình là phải cố gắng hơn nữa. Đội công tác xã hội trường học Cần Thơ có hơn 70 thành viên, cứ mỗi đầu tháng đang chủ nhiệm họp lại lên kế hoạch hoạt động rồi email cho các thành viên. Để có kinh phí mua và tặng các cháu nghèo tươi mùa trà nâu đêm, mua tạp dở, làm lòng đèn cho học sinh nghèo, các thành viên tự nguyện đóng góp. Như bạn vừa đi làm vừa học mà vẫn học rất giỏi, được lãnh học bổng, các bạn tặng hết số học bổng cho quỹ. Tụi em cũng có tham gia là bán hàng trong những dịp hội chợ, nay là bán làm thịt để bán những cái ngày như 20 tháng 11, là ngày mùng 8 tháng 3 hay là 14 tháng 2 đó. Thì cái tổng tiền đó sau khi trừ kinh phí bỏ ra rồi thì tụi em cũng giữ lại, nhưng cái phần nữa lại để làm cái quỹ xã hội để mà dành cho những cái đợt đi thăm này. Cần Thơ có 3 trường đại học và trung tâm đại học tài chức Cần Thơ, số sinh viên lên đến hàng chục ngàn. Thời gian qua nhiều trí thức trẻ đã đi đầu trong công tác xã hội, với những người hàng trăm tình nguyện, các bạn đến những vùng nông thôn sâu giúp dân làm đường đắp cầu, chuyển giao khoa học kỹ thuật, góp phần làm sáng lên bộ mặt của các vùng quê còn khó khăn. Trong các địa điểm sinh viên học cao đẳng, mà áo xanh tình nguyện góp phần làm ấm lòng nhiều thí sinh từ các tỉnh đến Cần Thơ vượt chuyển môn. Cảm động lòng sao, trong sự cố sạch hai nhiệt dẫn tại Cần Thơ, hàng ngàn sinh viên mau chóng đến các bệnh viện xin hiến máu và có mặt ở hiện trường giúp các y bác sĩ cấp cứu người bị nạn, đồng thời quyên góp gần 40 triệu đồng giúp đỡ gia đình các nạn nhân. Bên cạnh những hoạt động bề nổi và đóng góp âm thầm, hàng ngày vào lúc chiều muộn, sinh viên Nguyễn Ngọc Danh, đại học Cần Thơ đã đến dạy học các em nhỏ ở câu lạc bộ trẻ em đường phố thuộc hội từ thiện thành phố Cần Thơ. Em ở đây nó có những cái thái độ không có được giống như những đứa trẻ bình thường, tức là nó không có lễ phép lắm. Nhưng mà sau khi tiếp xúc với các em á, thì mỗi một đứa sẽ có một cái hoàn cảnh rất là khác nhau, rất là đặc biệt. Cho nên nó là càng tiếp xúc lâu á, thì chúng ta thấy các em nó rất là đáng thương. Những cảnh đời không may mắn trong xã hội giúp bao cảm động khi được sự chia sẻ cảm thông từ các bạn trẻ. Trung tâm đại học tài chức Cần Thơ trong năm 2007, các sinh viên đóng góp hơn 5 triệu đồng tặng quà cho người già nuôi đơn, trẻ khuyết tật, trẻ mồ côi và đã hiến hơn 250 đơn vị máu. Những cái hoạt động học tập, những cái hoạt động về đền ơn đáp nghĩa, công tác xã hội đã giúp cho người sinh viên là có một cái kiến thức về khoa học, đồng thời cũng có một cái tấm lòng
đối với cộng đồng, đối với xã hội. Trước đây các hoạt động xã hội được tính vào điểm rèn luyện, hiện nay không còn được cộng điểm, song không vì thế mà giảm sút các hoạt động hướng về cộng đồng của người bạn. Trường tham gia vào đoàn xã hội thì em rất là vui mừng vì mình đã có một cái bước tiến cho đời đời đó, mình tham gia một cái hoạt động xã hội. Quá trình tham gia thì em rất là vui và nói chung là em rất cảm động khi gặp những cái cảnh đời rất là gặp trở ngại những cảnh đời rất là khó khăn. Trong khi mà những cái bậc cha mẹ để đỡ lời con mình nữa, em rất là xúc động. Trong cuộc chiến vừa Tết, rất nhiều sinh viên học sinh của Cần Thơ đã lên đường cứu nước. Chiến đấu truyền thống hào hùng đó, tuổi trẻ tôi đây hôm nay, bên cạnh việc nỗ lực học tập nghiên cứu, còn là sự tỏa sáng của lòng nhân ái và của tấm lòng chiến nghĩa đất nước, vốn là đạo lý sống của người dân đất chính là. Thank you.